Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Theo đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã vi phạm pháp luật trong việc ban hành các quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Hữu Hòa đến hết địa phận huyện Thanh Trì, giáp với địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, gồm hai nội dung. Thứ nhất, ban hành thông báo số 298 ngày 9 tháng 9 năm 2019, thu hồi 20.192,2 m² đất của 127 hộ gia đình, cá nhân và hai tổ chức tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì để thực hiện dự án. Vượt quá diện tích được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019-2021 trên địa bàn thành phố và các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, có diện tích được phê duyệt là 1,4 ha. Thứ hai, giải quyết hai đơn khiếu nại của công dân quá thời hạn theo quy định của luật khiếu nại. Cụ thể, đơn khiếu nại quyết định số 6030 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, đơn khiếu nại quyết định số 9140 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì. Kết luận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, căn cứ nội dung tố cáo giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Chánh thanh tra thành phố, các tài liệu chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết luận như sau. Đối với nội dung thứ nhất, theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì giai đoạn từ 2019 đến 2021, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Hữu Hòa đến hết địa phận huyện Thanh Trì là 1,4 ha. Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì có quyết định số 4103 về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án. Theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng dự án được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì chấp thuận vào ngày 10 tháng 8 năm 2018, tổng diện tích đất nghiên cứu đề nghị giao chính thức là 20.192,19 m². Ngày 6 tháng 3 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có bản định vị mốc giới để bán giao mốc giới cho Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì thực hiện dự án với tổng diện tích là 20.192,19 m², chênh lệch tăng 1.877,75 m² so với diện tích sử dụng đất của dự án được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì phê duyệt tại quyết định số 7348 ngày 26 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì chưa kịp thời thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Đến ngày 29 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện mới ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự án là chưa đảm bảo quy định tại khoản 3, điều 41, luật đầu tư năm 2020. Ngày 9 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã ban hành thông báo số 298 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ký thu hồi 20.192,2 m² đất của 127 hộ gia đình, cá nhân và hai tổ chức tại xã Hữu Hòa để thực hiện dự án, chênh lệch tăng 6.180,28 m² so với diện tích 1,4 ha đất thu hồi để thực hiện dự án đã được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Như vậy, nội dung người tố cáo nêu là đúng. Tuy nhiên, thông báo số 298 ngày 9 tháng 9 năm 2023 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì ký ban hành. Do đó, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì là sai. Trách nhiệm chính thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì phụ trách lĩnh vực và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với nội dung tố cáo thứ hai, kết luận nêu rõ về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân đối với quyết định 6030 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Thanh tra thành phố thấy nội dung đơn là đơn khiếu nại. Quyết định hành chính bị khiếu nại là quyết định số 6030 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì về việc phá dỡ công trình, di chuyển tài sản trên diện tích đất đã thu hồi để thực hiện dự án cải tạo tuyến đường từ cầu Hữu Hòa đến hết địa phận huyện Thanh Trì. Đơn khiếu nại của công dân không thuộc các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại. Việc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Trì tự phân loại và tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì giải quyết đơn của công dân theo quy trình giải quyết đơn kiến nghị phản ánh là chưa đảm bảo quy định tại Thông tư số 05 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Trách nhiệm chính thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Trì và có trách nhiệm đứng đầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì. Vì vậy, nội dung tố cáo của công dân là đúng.
Tiếp đến, về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân đối với quyết định số 9140 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, kết luận cho biết ngày 28 tháng 1 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì nhận được đơn của công dân khiếu nại quyết định số 9140, đơn đủ điều kiện xử lý nhưng không ban hành thông báo thụ lý khiếu nại, vi phạm quy định tại điều 27 Luật khiếu nại. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì có thông báo số 409 thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của công dân, nhưng đến ngày 29 tháng 9 năm 2023 mới có quyết định số 4699 giải quyết khiếu nại, quá thời hạn giải quyết khiếu nại 18 ngày làm việc là vi phạm quy định tại điều 28 Luật khiếu nại. Trách nhiệm chính thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc huyện Thanh Trì và có trách nhiệm đứng đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Từ những nội dung được nêu trong kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì có hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra các tồn tại vi phạm trong việc tham mưu ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện dự án nêu trên và giải quyết đơn khiếu nại của công dân. Kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế các công trình trên diện tích 6.180,28m², diện tích tăng so với diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án đã được thành phố phê duyệt khi chưa thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm nếu có. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015 và 2015 đến 2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tạ Văn Bửu đã ban hành các văn bản chỉ đạo lập thủ tục giao đất không thông qua đấu giá cho các cán bộ và cá nhân trên địa bàn huyện, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. Với những thiệt hại đã gây ra, ngày 30 tháng 5, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ việc. Các bị cáo gồm Tạ Văn Bửu, sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ và Huỳnh Văn Phi, sinh năm 1969, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016, sau khi ba dự án khu dân cư thu nhập thấp, khu dân cư khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải và cụm dân cư xã Phước Hội, khu dân cư Kim Liên đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 đã họp và ban hành các văn bản chỉ đạo lập thủ tục giao đất không thông qua đấu giá cho cán bộ công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các cá nhân trên địa bàn huyện. Thời điểm này, bị cáo Bửu và Phi biết rõ chủ trương trên của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân huyện là không đúng quy định tại điểm G, khoản 2, điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, vì vụ lợi cho bản thân được giao từ 1 đến 2 lô đất và vụ lợi cho các cá nhân khác nên cả hai đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để tham mưu ký 196 tờ trình và quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 38,5 tỷ đồng. Tính tại thời điểm giao đất theo kết luận định giá tài sản. Cụ thể, từ năm 2014 đến 2016, bị cáo Bửu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, phụ trách lĩnh vực đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách toàn bộ các lĩnh vực kinh tế xã hội của huyện Đất Đỏ đã sử dụng chức vụ quyền hạn được giao tham gia 14 cuộc họp liên quan đến việc giao 98 lô đất không đúng đối tượng, không đúng tính chất dự án, không qua đấu giá, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 23,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đã ký 2 văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giao sai 2 lô đất gây thiệt hại cho nhà nước hơn 477 triệu đồng, ký 85 quyết định giao đất sai quy định mà bị can Bửu không tham gia cuộc họp cho chủ trương gây thiệt hại cho nhà nước hơn 11,6 tỷ đồng. Bản thân bị cáo Bửu được giao 2 lô đất hưởng lợi gần 546 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Bửu dẫn đến thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 35,6 tỷ đồng, hưởng lợi gần 546 triệu đồng. Thời điểm này, bị cáo Phi giữ chức vụ trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ, phụ trách tham mưu, quản lý lĩnh vực đất đai. Phi đã sử dụng chức vụ quyền hạn được giao ký 172 tờ trình Ủy ban nhân dân huyện và ký nháy một quyết định về việc giao đất không có tờ trình để trình Ủy ban nhân dân huyện giao đất không đúng đối tượng, không đúng tính chất dự án, không qua đấu giá, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước hơn 33,3 tỷ đồng. Bản thân bị cáo Phi được giao 2 lô đất, hưởng lợi hơn 501 triệu đồng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố bị cáo Bửu và Phi phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 3, điều 281 Bộ Luật Hình sự năm 1999, phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm. Diễn biến phiên tòa sơ thẩm, chiều ngày 30 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định trả hồ sơ cho ông Huỳnh Văn Phi, 55 tuổi, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hội đồng xét xử, qua thẩm vấn tại phiên tòa, tài liệu, hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử nhận thấy cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong việc khắc phục hậu quả liên quan đến 42 trường hợp thửa đất hiện chưa thu hồi được.
tức người được giao đất, đã chuyển nhượng cho người khác. Bởi trách nhiệm của cá nhân cụ thể trong khắc phục hậu quả liên quan đến 42 thửa đất này là căn cứ để hội đồng xét xử xem xét và quyết định. Do đó, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ lại cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung, làm rõ nội dung này. Trước đó, khi được hội đồng xét xử hỏi về trách nhiệm cụ thể của các cá nhân liên quan đến khắc phục hậu quả 42 thửa đất chưa thu hồi được có thể làm rõ tại phiên tòa hay không, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu thông tin cụ thể có trong kết luận điều tra. Tuy nhiên, sau khi hội ý, hội đồng xét xử vẫn quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như nêu trên. Ngày 28 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng, cán bộ địa chính xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, mức án 36 tháng tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn, cựu phó chủ tịch xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, mức án 12 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trung tâm y tế huyện Sóc Sơn. Năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn có thông báo về việc thu hồi đất khu vực Đồng Mục Bài, thôn Phù Mã, xã Phù Linh. Đến năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn kiện toàn thành viên Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án. Hội đồng Bồi thường gồm 13 thành viên, trong đó bị cáo Trần Quốc Tuấn là tổ trưởng. Ông Tuấn và Nguyễn Văn Thắng cũng là thành viên Hội đồng Tư vấn nhằm xác định nguồn gốc đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn giao cho Thắng cùng 3 người khác lập danh sách chủ hộ sử dụng diện tích đất nằm trong diện tích thu hồi dự án. Ngày 25 tháng 6 năm 2016, căn cứ danh sách theo biên bản điều tra, Hội đồng Tư vấn đã họp và thống nhất 49 phương án với tổng diện tích 10.894m2, đều là đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 của Chính phủ cho các hộ gia đình cá nhân tại thôn Phù Mã. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã phê duyệt 49 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Phương án hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án với số tiền gần 12 tỷ đồng. Trong 49 phương án đền bù, Viện Kiểm sát xác định có 2 gia đình bị xác nhận sai nguồn gốc đất, gồm hộ ông PVT diện tích 157,4m2 và hộ bà PTT diện tích 111m2. Cụ thể, thửa đất của ông PVT có ký hiệu M là đất công do Ủy ban Nhân dân xã Phù Linh quản lý. Tuy nhiên, thửa đất trên được Ủy ban Nhân dân xã Phù Linh xác nhận là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64 của Chính phủ vào năm 1999, theo biên bản xác nhận số 47 ngày 27 tháng 6 năm 2016 do Thắng lập, sau đó trình bị cáo Tuấn ký đóng dấu. Gia đình ông T được nhận hơn 179 triệu đồng tiền đền bù. Gia đình bà PTT có ký hiệu AO và một phần thuộc thửa đất ký hiệu M là đất công. Tuy nhiên, theo biên bản xác nhận số 42 ngày 27 tháng 6 năm 2016, Ủy ban Nhân dân xã Phù Linh xác nhận là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64 của Chính phủ. Hộ này được nhận đền bù hơn 125 triệu đồng, tổng số tiền hai hộ trên được nhận đền bù là hơn 300 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận là cán bộ công chức địa chính xã. Khi triển khai dự án, Thắng được giao nhiệm vụ điều tra kiểm tra quy chủ. Quá trình thực hiện, Thắng không đối chiếu bản đồ địa chính đất nông nghiệp xã Phù Linh, không thu thập các giấy tờ xác định nguồn gốc đất của các gia đình nên xác định sai nguồn gốc đất của hai hộ trên. Bị cáo Tuấn trình bày do tin tưởng Thắng và hội đồng tư vấn nên bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra lại các tài liệu, giấy tờ. Theo hồ sơ, hai thửa đất trên thuộc đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý khi thu hồi đất phục vụ mục đích phát triển kinh tế nên không được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 74-75 Luật Đất đai năm 2013. Tại điểm A khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 quy định, các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất, gồm đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã.
Căn cứ vào những quy định đó, cơ quan tố tụng xác định hai gia đình trên chỉ được hỗ trợ bồi thường về tiền tài sản trên đất, tiền thưởng tiến độ, không được bồi thường các khoản như đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống. Việc xác nhận sai nguồn gốc đất dẫn đến bồi thường sai gây thiệt hại cho nhà nước hơn 300 triệu đồng. Số tiền này bị tòa tuyên buộc hoàn trả lại cho Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.